Đây. Trước tiên mình đi lột dừa, mình trộn bột cả nhà. Mình chiên bánh xèo nha cả nhà. Đây, bây giờ mình chuẩn bị mình pha bột làm bánh xèo cả nhà ơi. Cái bột này mình bột sẵn rồi cho nên mình khỏi nêm nếm gì chưa. Không, bột này bột sẵn rồi, loại sẵn rồi. Bữa nào cái loại mà nó có pha mình nó sẽ dùng mình muốn bỏ bột này. Giờ mình cho nửa lon miếng mạch vô. Cái phần nước cốt á, thì mình chỉ dắt lên nước cốt đặc thôi nghe cả nhà. Xong thì mình bỏ từ từ vô mình khuấy nè. Cho thêm cái chín dịch vô nữa cả nhà. Cho đi nó nghỉ nửa tiếng đi mình hả đổ. Đây cho cả nhà coi nè. Lá cách nè. Đây mình hái ít rau đồng vô ăn bánh xèo nha cả nhà. Nhà mình chiên già cái với mấy bé này với nhà mình cũng ít á. Đây, lá cắt. Lá cắt lồi. Bé ít vô luôn cả nhà. Đây ngắt bột. Trời mưa ra vườn hồi giao nhiều tội thôi. Đây nắm cắt lồi nè. Trái dưa gan này mình hái vô luôn cả nhà ơi. Mấy hôm nay trời mưa cho mình để không có được đâu. Này già rồi nè. Hái vô luôn. Ai thích ăn hành thì cái bột bánh xèo nãy có thể bỏ thêm nha. Còn nhà mình thì cái phần này hành này mình chỉ xào nhân thôi nha cả nhà. Bây giờ mình xào nhân mình làm bánh xèo nha cả nhà. Đây cho dầu vô. Từ giờ cũng nở rồi, giờ mình đem đi chiên bánh nha cả nhà. Đây bánh xèo xong rồi cả nhà ơi. Đây nhìn cũng hấp dẫn ha cả nhà. Đây bánh xèo cũng xong nè cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Đây một dĩa rau, rau cắt lồi sáng rồi mình hái nè, lá cách nè, ít cải nè. Rồi mời cả nhà nha. Đây nước mắm chua ngọt. Mời cả nhà ăn bánh xèo cả nhà ơi. Tháo à. Con vậy? Quá ngon cả nhà. Bây giờ mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Bye bye cả nhà nha.